Con này xem này, đốm lưỡi không? Nó điên, nó. Ui. Chị đừng làm thế. Nó sợ. Này, đuôi hơi nhỏ. Con này có được à? Có được không? Chị bỏ số giúp em đấy. Chị bán con này bao nhiêu? 1 triệu. 1 triệu à? Sủ tới mục. Mà mục thì mục không rõ lắm. Rồi, em cảm ơn nhé. Em ra rượu xa xem ạ. Đồng quá nhỉ. Này chợ chó rất đông vui các bác ạ. Mọi người lên thăm chợ chó. Chó để trong bao à. Nè, đây có một em đỏ này. Đây, dòng chó tứ mục đây các bác ạ. Con đực này bán nào anh? Hả? Hơn 2 triệu chứ. Bao nhiêu? Hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu là bao nhiêu? Cụ thể là bao nhiêu? 2 triệu rưỡi mà. À, 2 triệu rưỡi à? Mua là phải á. Con này được mấy tháng mấy tuổi anh? 3 tháng. À, có 3 tháng á. 3 tháng mà lớn nhỉ? Ai à, không cần ngoảnh mặt mà liếc mắt ra các bác ạ. Đấy. Liếc mắt. Ôi giật thế nhỉ. Không phải như là nó không quay đầu về phía mình mà nó liếc mắt nhìn. Có vẻ như đông người quá các bác ạ. Nên là nó hơi giật. Trời nó hơi tối nữa nhỉ. Đấy, dòng sủ tứ dòng chó tứ mục này nhìn nó chất đậm chất riêng các bạn ạ. Lâu lắm bây giờ nó không xuất hiện dòng đen mà đen tứ mục này. Đen chân trắng tứ mục rất là đẹp luôn. Mà này mắt còn chưa đều đâu. Đâu? Đừng có em đen nghiệt đấy, đen chất. Đâu chỗ nào? Đây con trắng nè. Mua chó anh Lâm. Trắng này của ai quý? Anh mua chó à? Hả? Quý. Quý. Có quanh à? Em có nhưng thằng em nó bắt hết rồi. Làm bắt hết rồi? Dạ. Không, vẫn bán rồi. Anh hỏi từ nãy giờ. Đang nói chuyện với anh Lâm đi. Cứ bỏ ra đi anh. Cháu. Đi xuôi mấy lên lúc nào? Lên hôm thứ bảy. Đây xem con này. À, con 1 triệu rưỡi đây à? Trắng mắt xanh các bác ạ. Nhưng mà nhìn quá đẹp luôn. Con mũi hồng kìa. Mũi hồng cái cái. Con cái á? Nó xa quá nhỉ, mồm không ra được. Con này được rồi. 2 con cái. Ôi giời. Con đen này bao nhiêu? 10 bao nhiêu? 3 triệu. Đen 3 triệu. Con đen cái này em? 5 triệu. Con này tiêm gì vậy? Con này chưa tiêm. Này cái mũi hồng là đẹp rồi. Con cho cái. Cho cái. Đầu to, đầu thủ to. Thân thủ tốt. Đấy, rất nhiều vị khách để chọn xem.